Chào cả nhà nha, hôm nay thì mình chia sẻ cho cả nhà luộc ốc cái cách mới. Cái cách này thì ốc khi mà mình luộc xong thì rất là thơm và sạch. Và cái thịt ốc thì rất là giòn luôn nè. Rồi nếu mà các bạn quan tâm thì mình mời các bạn cùng làm với mình nha. Ốc thì mình ngâm được một đêm rồi nè, bây giờ thì cũng đã sạch rồi nè. Nếu mà các bạn gấp thì mình ngâm với nước vo gạo, mình cắt thêm vài trái ớt nữa vô thì mình ngâm khoảng chừng 1-2 tiếng thì mình làm được rồi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ rửa lại vài nước cho thật là sạch luôn. Thì mình luộc ốc thì không thể nào thiếu sả được, có sả thì cái món ốc của mình mới thơm nha. Ở đây thì mình có vài tép sả nè, và đây là gừng, và vài cái lá chanh. Lá chanh và sả này thì mình cắt nhiều để chút xíu nữa mình còn chia ra để mình làm nước chấm nữa nha. Rồi bây giờ sả này thì mình sẽ đập dập. Mình chừa lại 2 tép để mình làm nước chấm, còn nhiều thì mình sẽ đập dập. Mình cắt ra từ khúc. Và gừng này thì mình cũng đập dập luôn. Gừng thì mình rửa cho thật sạch, mình cạo bớt vỏ ha. Gừng nhà trồng cho nên cũng nhỏ nhỏ không được tốt cả nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vô đây là khoảng 1 lít nước. Mình luộc ốc với cái cách mới này thì mình luộc mình cho nước nhiều nha cả nhà. Tại vì mình cho nước nhiều thì cái con ốc của mình nó không có bị teo lại, và khi mà mình luộc xong thì thịt ốc rất là giòn và thơm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê muối. Sả và gừng thì mình cũng cho chung vô luôn. Và lá chanh, mà các bạn nên lưu ý là lá chanh khi mà mình cho vô thì mình dò nha, mình dò cho lá chanh dập như gì nè thì lá chanh mới tiết ra cái mùi thơm á. Đó, mình sẽ cho vô luôn. Rồi bây giờ thì mình bật lửa mình nấu cho sôi lên nha. Thường khi thì mình luộc ốc với cái cách truyền thống thì mình luộc mình không có đổ nước, mình để cho nước tự nhiên của nước ốc ra thì tự con ốc nó chín ha. Còn hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cái cách mới này thì ốc rất là ngon luôn nha cả nhà. Mình thấy ngon cho nên mình chia sẻ đến các bạn. Còn nếu mà các bạn thích luộc với cái cách nào thì tùy theo ý của các bạn nha. Mình cắt thêm vô đây vài lát ớt để cho thơm nha. Rồi nước thì lúc này đã sôi rồi nè, mình sẽ cho ốc vô mình luộc nha. Cho ốc vô xong rồi thì mình luộc thêm 10 phút nữa. Ốc mà mình luộc cách này thì rất là sạch luôn nha cả nhà, không có bị dính bọt nữa.
Trong lúc mà mình đợi ốc chín thì bây giờ mình sẽ đi làm nước chấm. Mình vắt lấy một muỗng canh nước tắc, và mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh dung đường nha. Một muỗng canh nước mắm. Mình quậy cho tan đường ra. Đường tan rồi thì bây giờ mình sẽ cho xả và ớt. Xả ớt này mình đã bầm nhuyễn rồi nè. Mình có chừa một ít xả cắt lá. Và đây là lá chanh, mình cắt lát mỏng nè. Cuối cùng thì mình cho thêm vài cái lát tắc mình cắt mỏng nè. Rồi như vậy là cái món nước chấm của mình đã xong rồi đó. Rồi mình qua xem coi ốc chín chưa nha. Ốc thì mình luộc hồi nãy giờ cũng đã chín rồi nè. Rồi bây giờ thì mình vớt ra. Rồi thì ốc của mình đã chín rồi, mình đã sắp ra dĩa rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ lễ thử một con nha. Cái nước của ốc này nè mình dùng cũng được nha. Cái nước sạch, rất là sạch luôn, trong xanh nè. Hồi nãy thì mình có nêm bột nêm với muối nè, cho nên nó vừa ăn nha. Rồi chấm nước chấm. Rồi mời cả nhà nha. Thịt ốc rất là giòn luôn. Và mình luộc với cái cách này là cái thịt của con ốc này không có bị teo lại ha. Và mình cũng có nêm cho nên cũng rất là vừa ăn luôn. Nước chấm thì chua chua, ngọt ngọt, cay cay, thơm thơm của mùi xả và lá chanh. Rồi mình vừa chia sẻ đến các bạn cái cách luộc ốc, cái cách mới này đó. Nếu mà các bạn thích cái cách này thì bữa nào các bạn làm thử nha. Rồi video mình đến đây thì cũng đã hết rồi, mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình những video sau nha.